Cho em gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác làm vườn. Hôm nay em sẽ đăng tải về một bộ kéo cắt cành trên cao. Và với những cái dòng kéo này, chức năng của nó như thế nào, từng cây một em sẽ chi tiết để cho các bác nhà mình được biết. Đấy, và đặc biệt thì hôm nay em có một cây kéo Nhật hàng nhập khẩu thương hiệu Con Cua, dòng kéo 3 mét các bác ạ. Kéo để các bác nhà mình tỉa cành này, và kéo này để các bác nhà mình cắt giữ bưởi, vải, nhãn sắp sửa tới vụ rồi. Đấy, và đây là mẫu kéo để các bác nhà mình cắt giật cành ở trên cao, kéo xén, kéo giật các loại luôn. Để đầu tiên là một cây kéo cầm tay, nó chỉ bằng tiền cây kéo cầm tay thôi các bác ạ. Đây, em quay cho các bác nhà mình xem cái mẫu này. Mẫu này nhá, rất chi là hay. Các bác nhà mình vừa vặt hái quả trên cao, vừa là để tỉa cây cảnh, nó cũng có đầu kẹp quả rất chi là hay này các bác này. Đây là cây kéo 1 mét. Thì với cây kéo 1 mét này, ở thời điểm này em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 200 nghìn trên một cây. 200 một cây nha các bác nhé. Chỉ bằng cây kéo cầm tay thôi, nhưng các bác đã cắt được độ cao tầm độ 2 mét, rất chi là tiện ích. Đấy, và cây kéo này em sẽ miễn phí ship tới tận nhà. Còn nếu như các bác mà sử dụng cây 1 mét rưỡi, cây 1 mét rưỡi thì giá của nó có 250 nghìn thôi các bác nhé. Đấy, 250 nghìn, 1 mét rưỡi. Tay cầm rất chi là chắc chắn đây này, ống nhôm hợp kim, cực kỳ là nhẹ nhàng luôn các bác ạ. Đấy, còn với đây là bộ kéo này, đây là dòng kéo dành cho các bác để mình tỉa cây cảnh, tỉa cành ở trên cao. Ví dụ nhất là các bác nhà mình dòng trồng bông hoa giấy này, trồng hoa ngoài ban công này, các bác muốn tỉa cành cho bớt thì các bác hãy sử dụng cây kéo này. Cái độ hữu ích của nó là có nghĩa là khi các bác sử dụng cây kéo này, các bác không còn phải bắc ghế hay là trèo ghế nữa. Đấy, và hôm nay thì mỗi cây kéo này em cũng giảm giá cho các bác là 50.000 một kéo. Thế cho nên là giá của nó rất chi là vừa tầm. Bởi vì trong cái tháng này là tháng các bác hái quả rồi. Cây kéo này thì em sẽ đưa tới các bác với cái giá sẽ là 250 nghìn. Cây kéo này đã giảm cho các bác được 50 nghìn một cây rồi các bác nhé. Đây, ống của nó là ống thép trắng. Và cái dây cắt của nó rất chi là to, giúp các bác nhà mình cắt thoải mái tay luôn. Tay của nó là tay thép toàn bộ, các bác bóp thoải mái. Cây kéo này để cắt cành thôi các bác nhé, chứ không giữ quả được đâu. Bởi vì cái đầu lưỡi của nó đây này các bác này, cái đầu lưỡi này của nó chỉ cắt thôi, chứ không giữ được quả. Đây là phần đầu lưỡi, cắt bằng cái dây rất chi là to như thế này. Cái kéo này thì cực kỳ là khỏe nhá, cũng rất nhiều video em test thử rồi, có 250 nghìn trên một cây thôi. Đấy, và tới một cây kéo giật dây đi. Cây kéo giật dây này thì nó sẽ có mấy loại nha các bác nhá. Để bác nào mà muốn mua, ví dụ như bảo tôi xem ở bên kia giá như thế này, các bác cứ gọi cho em. Đấy, bởi vì em là đại lý mà, dòng nào em có. Đấy, để phục vụ các bác trên mọi miền Tổ quốc thì với tất cả những cái dòng kìm kéo cưa đây, như các bác nhìn, em nhận xỉ lẻ trên 63 tỉnh thành của đất nước, bác nào cũng có thể mua được. Cây kéo này thì em thử cho các bác nhà mình được xem nhé. Với cái đầu của nó thì nó sẽ chất lượng được từ cái phần đầu. Đấy, các bác cẩn thận không mua phải cái phần đầu của nó kém chất lượng thì các bác nhà mình giật nó sẽ không tốt nhá. Đấy, đây là một cái kéo, đầu kéo. Đầu kéo này bán rồi. Nếu như các bác muốn mua độc cái đầu không để về các bác nhà mình cắt cành, đây là cái bộ ốc của cái kéo này. Cái sào này là được 5 mét đấy nha các bác nhé. Và đây là sào nhôm nhẹ, giúp các bác thì mình sử dụng rất chi là dễ. Và đây là cái dòng nhôm đẹp nhất này các bác này, cái sào của nó đây, phần tay cầm đấy. Và em sẽ lắp cái phần đầu sào này vào đây. Đấy, tất cả cái dòng kéo này thì sẽ đi theo một cái cưa, sẽ đi theo một cái cưa để các bác thì mình có thể là cưa cành ở trên cao. Các bác lưu ý là một cái kéo này nó sẽ đi theo một bộ ốc. Và khi các bác mà đã lắp vào rồi thì các bác cứ để cố định luôn nhé, đừng tháo ra làm gì cả. Trừ khi là các bác mua độc cái đầu về thì các bác tự lắp. Các bác mua độc cái đầu cũng có bộ ốc như này hết nhé, về các bác lắp vào sào gỗ cũng được. Thì nó giảm chi phí cho các bác. Nhưng mà đối với các bác mà cứ sử dụng cái sào này luôn thì nó tiện lợi này. Bởi vì cái sào này thì các bác sẽ có nghĩa là các bác sẽ không phải lắp nữa, mà nó nhẹ. Cái sào nó nhẹ lắm. Đây là dòng đặc biệt nha các bác nhé. Và với những cái dòng này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với đầu số điện thoại bên em. Thì đơn vị em nhận xỉ lẻ mà. Đấy, bác nào cũng có thể mua được. Đấy. Đây là một cái đầu sào đã lắp vào hoàn thiện. Đấy nhá. Hướng dẫn các bác lắp cái lưỡi cưa đặt vào đâu thôi. Để thấp lên thì mới nhìn được. Đây. Đấy, cái lưỡi cưa thì các bác sẽ lắp vào đây nhá. Thôi chỉ ướm vào thôi chứ đừng lắp vào. Lắp vào nó đang ở trong bìa ấy rồi. Đấy, cái này thì các bác sẽ lắp cái phần lưỡi cưa vào như này. Để các bác nhà mình cưa cành nhá. Nó có ốc chốt hết ở đây các bác ạ. Đấy, các bác có ốc chốt các bác lắp vào ngay.
Đấy, và cái này rút ra như thế nào? Anh rút ra cho các bác nhà mình xem. Đấy, các bác tháo cái chốt này để rút ra nhé. Cái này rất chi là dài đấy, các bác cứ kéo hết tầm ra. Xoáy siết chặt vào. Xoáy tới đốt dưới này. Cái này rất chi là dài. Cái này thì chỉ cắt cành thôi nhá các bác nhá. Chứ không giờ giữ được quả đâu. Chỉ cắt thôi. Ok, anh thu vào đi. Đấy, sử dụng xong các bác sẽ thu vào. Thu xong các bác lại vặn chặt chốt vào. Cái kéo này nhá. Cái ưu điểm của nó, các bác có thể cắt cái cành to bằng cả cái cán vàng này. Cắt ví dụ rất hợp với các bác mà muốn rong cành cho cành nó lên cao, cho cây nó lên cao thoải mái đấy. Thì các bác sử dụng cái mẫu kéo này. Với cái phần lưỡi thép thì nó là cái dòng lưỡi thép cao cấp nhất của dòng kéo giật cành. Đấy các bác thấy không? Các bác nhìn tất cả phần lưỡi nhìn nó khôn đẹp như này, chất lượng này. Thì với một chiếc kéo 5 mét này em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 600 nghìn. Đấy, cả toàn bộ miễn phí ship tới tận nhà các bác. Một kéo và một xà. Đấy, đây là cái kéo giật nhá. Cái này không giữ quả trên cao đâu. Các bác bảo em là cái kéo giật dây nhá. Đây, kéo giật dây, nó có dây giật đi theo này. Đấy, còn nếu như các bác mà muốn sử dụng tiết kiệm thì các bác sử dụng cái kéo đầu giật này. Cái này về các bác lắp vào cái xà, các bác có thể cắt ở độ cao là 4-5 mét. Đấy, tầm 4-5 mét các bác ạ. Thì cái này thì là em đang đưa tới các bác là 150 trên một cái đầu kéo này. Các bác nhà mình cắm vào cái xào gỗ nhé. Sau đó các bác cắt cành ở trên cao. Cũng cắt như cái kia, có một cái dây theo đây này. Nó sẽ có một cái dây theo. Cái dây này về các bác thay được, các bác có thể mua đoạn dây dù các bác thay được. Em miễn phí ship luôn nhé. Đấy, và tới cái bộ kéo cắt cành trên cao này thì cái cây kéo màu đỏ kia kìa là cái cây kéo mà đơn vị em đang giảm giá rất chi là sâu. Đấy, dòng này thì em sẽ đưa tới các bác loại chất lượng nhất. Cây kéo màu đỏ này nó là 3 mét, thu về 1,8 mét các bác ạ. Và nó rất chi là nhẹ nhàng, sử dụng nhẹ nhàng. Đấy, đây là phần tay cầm. Đây là phần tay cầm nhá. Đấy, và cái ống của nó thì ống đỏ. Cái ống đỏ như này. Cái ống màu đỏ có móc cành. Đây là cái móc cành. Cái móc này khi các bác thì mình giật cành, móc cành ở trên cao đấy. Và kèm theo sẽ có một cái lưỡi cưa như thế này. Cây này em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 400 nghìn trên một kéo các bác ạ. 400 ngàn thôi nhé. Đấy. Còn với cái cây kéo này thì nó ống trắng. Cây kéo này nó là dòng kéo Trung Quốc các bác ạ. Đấy, Trung Quốc thì thời trước thì các bác chỉ dùng loại này thôi. Đấy, trước các bác chỉ dùng loại này thôi nhé. Thì bây giờ nó ra nhiều mẫu mới thì các bác đổi mẫu mới. Cái này thì 3 mét em đang đưa tới các bác là 350 nghìn. Còn như cái này 4 mét thì nó là 450 nghìn. 4 mét là 450 nghìn, 3 mét là 350. Đấy, các bác bỏ là cái kéo Trung Quốc nhé. Cây kéo này kéo Trung Quốc bìa đỏ này. Còn cái kéo này kéo thân đỏ này. Đấy, đây cũng nó cũng là hàng Trung Quốc, là hàng cao cấp. Và tiếp tới là tới dòng kéo. Đây em đang đưa tới các bác mẫu 3 mét này. Mẫu này thì có cả 4 mét, có cả 5 mét. Mẫu này có cả 4 mét, cả 5 mét này. Đấy, còn đây là kéo Santa và Đài Loan. Ví dụ như dòng kéo Woody. Hàng công nghệ Nhật chuẩn đây các bác này. Đấy, cây kéo công nghệ Nhật này thì phần tay cầm của nó đây. Tay bằng nhôm hợp kim toàn bộ. Ống nhôm rất chi là đẹp. Đây là phần lưỡi của nó. Đây là phần lưỡi nha các bác nhé. Phần lưỡi này thì với một cái lưỡi cưa sắc bén đi kèm như này. Và một cái lưỡi kéo với cái phần nhựa của nó rất chi là tinh tế và sắc nét. Lưỡi 5 cm. Đấy, và đây là cái phần lắp lưỡi cưa này. Cây này cây 3 mét nhé. Cây bút đi hàng công nghệ Nhật này nó đang là 950.000 cho một cây. Đấy, và em sẽ miễn phí ship tới tận nhà. Còn cây Santa 3 mét hàng nhập khẩu loại 1. Cái này nếu như các bác mà muốn mua giá thấp hơn thì cứ gọi điện cho em nhé. Bởi vì nó sẽ có nhiều loại. Thế cho nên là nhà em thì riêng bán hàng hàng chuẩn. Đấy, cây kéo Santa 3 mét này có một cái móc và có một cái lưỡi cưa tặng kèm. Các bác lưu ý về khi bỏ cái bìa này ra phải chú ý đến cái lưỡi cưa ở đây nhé. Rất nhiều bác không để ý vứt đi luôn, thế là mất cái lưỡi cưa. Đấy, cái kéo Santa 3 mét này nó đang 800 ngàn một cây. Em sẽ miễn phí ship tới tận nhà. Hàng nhập khẩu Đài Loan chính hãng. Các bác này. Đấy. Các bác nhớ gọi là cây Santa Đài Loan nhé, dòng này chỉ có 3 mét thôi, không có 4 mét. Đấy, và đây là dòng 4 mét và 5 mét của hàng liên doanh. 4 mét và 5 mét này thì đây là em là mẫu cao cấp nhé. Cái này thì sẽ có một loại bìa khác nữa. Đấy, thì đây là một cây 4 mét này, cây 4 mét đây các bác này. Giá rất chi là thấp ở đơn vị em nhé các bác nhé. Cây 4 mét, lưỡi 5 cm, lưỡi chuẩn nhất. Và đây là cây 5 mét này, cây 5 mét nó dài hơn. Thì cây 4 mét nó thu về 1,8 mét, còn cây 5 mét thì thu về là 2 mét. Đây, các bác xem cái phần lưỡi đặc biệt của nó đẹp như này, sắc nét như này. Đấy, và tới mùa nhãn rồi. Các bác cần tư vấn về mẫu kéo nào,
muốn dùng loại nhẹ nhàng hay muốn dùng loại dài hay là loại như thế nào, cứ gọi điện trực tiếp cho em đấy. Và đây là cây kéo Nhật cuối cùng. Cây kéo Nhật này nó là hàng nhập khẩu, hàng rất là độc quyền, đó là thương hiệu Con Cua, dòng kéo Nhật. Thì em đang đưa tới các bác cây kéo Nhật này là 1 triệu 8 trên một cây. Đấy, em cũng sẽ miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé, 1 triệu 8. Riêng cái dòng này là cắt bằng dây thanh này, nó là ống nhôm hợp kim titan. Đấy, và với bộ kéo này hôm nay em sẽ nhận gửi vào tới tận nhà. Để bác nào muốn tham khảo dòng nào, cái kéo xén này hôm nay em giảm giá cho các bác là còn 180 một cây nhá. 180 một cây kéo tay vàng, rút ra rút vào được, xén tạo vòm các kiểu. Đấy, còn đây là em sẽ có xẻng xi mắc này, xẻng này, bơm này. Bơm kia là em đang đưa tới các bác là 150 trên một bơm thôi các bác nhá. Đấy, bơm nhà nào cũng cần, giá rất chi là thấp. Đấy, và đại lý em còn có hàng nghìn những cái sản phẩm khác nhau. Thì hôm nay em đưa qua như này một chút để các bác nhà mình biết tới kênh. Đấy, và bác nào đang có nhu cầu về sản phẩm gì cứ gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại đây, và số điện thoại nhà em thì đều có Zalo để tư vấn các bác nhé. Hãy nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ chất lượng nhất trong mùa làm vườn của năm nay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.